Mời quý vị theo dõi tóm tắt nội dung một số tin đã phát trong ngày. Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đặng Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Sơn đã thăm hỏi tặng quà Tết của Bộ Quốc phòng cho chính quyền nhân dân và các đơn vị vũ trang đang làm nhiệm vụ trên đảo. Đồng chí Phạm Thanh Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành đoàn thể tỉnh đến thăm và tặng quà cho các lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Hưng nhân dịp đầu năm mới. Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt truyền thống mừng đảng mừng xuân năm 98. Đồng chí Quỳnh Đảm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến dự. Đồng chí Trần Thanh Hòa, Bí thư Quận ủy quận 10 đã đánh giá những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 10 đạt được trong năm 97. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 97 và triển khai công tác năm 1998. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã trao 25 bằng giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và hoạt động có hiệu quả các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang thành phố năm 97. Hiện nay, công ty Phong Lan xuất khẩu Sài Gòn, Sài Gòn Orchid thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện hợp đồng xuất khẩu những lô hàng đầu tiên của năm 98 cho Nhật Bản, chủ yếu là cây kiểng bonsai hình thú, dự kiến sẽ xuất khẩu vào cuối quý 1 năm 98. Vừa qua, cảng dự đường thủy nội địa khu vực 3 đã làm lễ ra mắt để chính thức hoạt động từ năm 1998. Việc thành lập cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3 nhằm bảo đảm chức trách quản lý vùng nước các cảng bến thủy nội địa trên các tuyến sông ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Công ty mỹ phẩm Sài Gòn thuộc Sở Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị khách hàng năm 97 và đề ra phương hướng hoạt động của năm 98. Nhân dịp này, công ty đã trao phần thưởng cho các khách hàng lớn cộng tác với công ty lâu năm, góp phần tạo điều kiện cho công ty hoàn thành kế hoạch năm 97. Bệnh xá thú y đầu tiên tại Việt Nam và tại trường Đại học Nông Lâm Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động trong chương trình hợp tác với chính phủ Pháp và Việt Nam. Với vốn đầu tư trang thiết bị ban đầu hơn 600 triệu đồng, bệnh xá được tổ chức theo quy trình bệnh viện khám, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm, siêu âm, giải phẫu bằng nhiều thiết bị y tế hiện đại do chính phủ Pháp viện trợ. Hội bảo trợ bệnh viện miễn phí Thành phố Hồ Chí Minh đã làm lễ tiếp nhận 25.000 đô la Mỹ do Hội Công Thương và Câu lạc bộ Phụ nữ Áo dài Nhật Bản quyên góp. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh viện miễn phí thành phố, tỏ lòng cảm ơn những người bạn Nhật trong Hội Công Thương và Câu lạc bộ Phụ nữ Áo dài đã nhiệt tình đóng góp nhằm giúp những người nghèo, những người tàn tật và những người có hoàn cảnh khó khăn, không may đau ốm phải vào viện điều trị. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn đại biểu Trường Trung học Kỹ thuật Hải quân do Thượng tá Đặng Thông Báu, Phó Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu, đã đi thăm và tặng quà cho gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ ở phường 18, quận 4 và hai phường Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Khách sạn Diễn Đông đã tổ chức tặng hơn 100 phần quà gồm bánh mứt, kẹo, đường sữa cho các học sinh nghèo trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để các em vui Tết. Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh đã tổ chức bàn giao hai căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Năm 97 vừa qua, quận Bình Thạnh đã vận động xây dựng và bàn giao 15 căn nhà tình nghĩa, đưa tổng số nhà tình nghĩa đã vận động và xây dựng cho đến nay được gần 200 căn nhà.